Các bạn có thấy slide của thầy không? Hai link luôn. Dạ Alo. thấy Alo, thấy không? đường thấy hết rồi. Link 1, link 2 kia các bạn cho thầy nghe nghe. Dạ hai bên thấy hết trơn thầy. Rồi, ok. Rồi, hôm nay mình học bài đầu tiên là bài loãng xương. Mục tiêu của bài này, thứ nhất là mình sẽ nắm được cái cơ chế bệnh sinh của bệnh loãng xương. Thứ hai là mình trình bày được các đặc điểm về lâm sàng, cận lâm sàng. Thứ ba là trình bày được chẩn đoán loãng xương và cuối cùng là chúng ta điều trị được. Loãng xương là gì? Đây là một rối loạn chuyển hóa của bộ xương, nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức mạnh từ đó của xương, nó sẽ làm tăng cái nguy cơ gãy xương. Thì một sức mạnh của xương nó sẽ do hai thành phần quyết định, một đó là BMD. BMD tức là gì? BMD tức là mật độ khoáng chất của xương, và cái thứ hai là chất lượng xương, tức là những cái chu trình chuyển hóa xương, là quá trình tạo xương và hủy xương của bệnh nhân. Thì một xương muốn khỏe mạnh thì nó sẽ gồm khối lượng và chất lượng xương quyết định. Khối lượng xương là BMD được tính bằng gam chất xương trên một đơn vị diện tích, và chất lượng xương nó chính là những chu trình hủy xương và chu trình tạo xương. Và nếu cả khối lượng xương và chất lượng xương nó đều giảm, nó sẽ làm tăng cái nguy cơ gãy xương cho bệnh nhân. Thì xương là một mô sống với các tế bào thần kinh và mạch máu, là ngoài ra đây là còn nơi để dự trữ canxi, và khi nồng độ canxi trong máu thấp thì canxi nó sẽ được huy động từ xương gamma ở máu để nó sẽ cung cấp nhu cầu cơ thể, và ngược lại khi nồng độ canxi trong máu cao thì canxi sẽ được dự trữ trong xương, và hai quá trình này nó sẽ liên tục xảy ra, và xương cũ luôn luôn được đổi mới thông qua một cái chu trình chu chuyển xương. Đây là một chu chuyển xương gồm có 5 quá trình, đó là đầu tiên là quá trình hủy xương, thứ hai là hoàn tất hủy xương, thứ ba là nó tạo xương, và thứ tư là khoáng hóa, và thứ năm là nghỉ ngơi. Và chu trình chuyển hóa xương là quá trình làm mới của xương với sự tham gia của hoạt động của các tế bào, các yếu tố toàn thân và tại chỗ, tức là những cái hormone và những cái cytokine. Về khối lượng xương đỉnh, khối lượng xương đỉnh được định nghĩa là khối lượng xương đạt được tối đa của một cá nhân đó khi người đó trưởng thành, và thường từ 25 cho đến 35 tuổi. Thì khối lượng xương đỉnh nó sẽ do các yếu tố như là hoạt động thể chất, các yếu tố về di truyền, dinh dưỡng và hoạt động tới sinh dục quyết định. Và sau khi đạt được khối lượng xương đỉnh khoảng từ 25 cho đến 35 tuổi thì cả nam và nữ nó đều mất khối lượng xương trong suốt quãng đời còn lại. Thì đây là một cái chúng ta sẽ thấy là sau khoảng 35 tuổi thì cả nam và nữ nó đều mất xương, trong đó thì nữ nó sẽ mất nhiều hơn do phải trải qua thời kỳ sau mãn kinh với sự giảm cái hormone của estrogen. Về phân loại loãng xương, loãng xương nó sẽ có hai loại là loãng xương nguyên phát và loãng xương thứ phát. Về loãng xương nguyên phát chia ra làm hai loại là loãng xương do tuổi hoặc là sau mãn kinh, và cái thứ hai là loãng xương thứ phát, nó sẽ làm nặng thêm tình trạng loãng xương do tuổi và có thêm các yếu tố nguy cơ. Về loãng xương cơ chế loãng xương nguyên phát đó là do lão hóa các tế bào tạo xương, với sự ngoài ra còn có sự suy giảm các hormone tuyến sinh dục và sự giảm hấp thu canxi và vitamin D ở ruột. Về yếu tố nguy cơ của loãng xương thì chia làm các yếu tố nguy cơ chính như là tuổi trên 70, mãn kinh sớm dưới 45, hoặc là bị suy tuyến sinh dục, có một cái tiền sử gãy xương do loãng xương, bệnh nhân bị gãy xương vùng hông, có xài corticoid, chu chuyển xương cao, biến ăn tâm lý, hoặc là những người thấp bé, gầy, BMI nhỏ 18, lối sống kinh tại bất động, có bệnh thận mạn hoặc là tình trạng cái ghép, bệnh lý viêm mãn tính. Và cái yếu tố nguy cơ phụ như là bệnh nhân bị thiếu hụt estrogen, cái giảm canxi, cường tuyến cận giáp, bị viêm khớp dạng thấp hoặc là tăng canxi niệu khi sử dụng thuốc chống loãng kinh, tiểu đường, thuốc lá hoặc là rượu bia. Thì đây là cái yếu tố nguy cơ chính và phụ của loãng xương. Thì chỉ định đo mật độ xương khi tất cả các phụ nữ và nam giới trên 65 tuổi hoặc là phụ nữ sau mãn kinh có các yếu tố nguy cơ chính, hoặc là những người trên 50 tuổi bị gãy xương do loãng xương, hay là những người đang dùng corticoid dài hạn với liều 7.5 mg prednisolone trên một ngày trong 3 tháng, nam giới có suy tuyến sinh dục và có các bệnh liên quan đến tình trạng mất xương và gãy xương.
Về lâm sàng của bệnh nhân thì đa số bệnh nhân âm thầm không triệu chứng đối với những bệnh nhân bị loãng xương hoặc là bệnh nhân có bị gián tiếp khi bị biến chứng, ví dụ bệnh nhân té bị gãy cổ xương đùi hay là bệnh nhân đau kiểu cơ học. Và các vị trí đau thường gặp, thứ nhất là đau thắt lưng, vùng chậu và đau tăng khi thay đổi tư thế và giảm khi nghỉ ngơi, và đau kiểu chèn ép rễ và giảm chức năng vận động. Về đau trong các trường hợp này như là gãy lún đốt sống, gãy những cái xương ngoại biên hoặc là đau mơ hồ dọc những cái sân xương. Về đau xương và đau đau trong loãng xương có thể là do đau và co cứng các cơ ở giới hạn vận động. Và ngoài ra một trong những biến chứng của loãng xương đó là gãy lún đốt sống thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân sẽ giảm chiều cao và gù vẹo cột sống. Về mối liên hệ giữa loãng xương, gãy xương và tử vong thì mật độ xương càng thấp thì nguy cơ gãy xương càng cao. Đã gãy xương nó sẽ làm tăng cái nguy cơ gãy tái phát và gãy xương gây nhiều biến chứng tăng nguy cơ tàn phế và tử vong. Thì đây là các trường hợp mà gãy xương đốt sống. Đây là các trường hợp gãy xương đốt sống, gãy xương vùng hông tức là cổ xương đùi và xương cổ tay của bệnh nhân. Thì ba vị trí ngoài ra còn các vị trí khác thì không đặc hiệu. Đây là một trường hợp gãy xương vùng hông. Gãy lún đốt sống thì bệnh nhân gãy lún đốt sống thì bệnh nhân phải tàn phế. Đây là một cái máy mà để chúng ta để đánh giá đo cái mật độ xương của bệnh nhân. Khảo sát cái khối là mật độ xương tại hai vị trí cột sống thắt lưng và cổ xương đùi của bệnh nhân, và chúng ta chẩn đoán loãng xương dựa vào cái chỉ số T tức là chỉ số T-score. Và cái phương pháp này, phương pháp đo mật độ xương này là phương pháp hấp phụ năng lượng T-escape như DSA hay là DSA. Thì máy nó sẽ ra cho mình chỉ số T-score và chúng ta theo cái tiêu chuẩn chẩn đoán của Tổ chức Y tế Thế giới khi chỉ loãng xương khi chỉ số T-score nhỏ hơn âm 2.5. Và chúng ta chẩn đoán loãng xương nặng khi chỉ số T-score nhỏ hơn âm 2.5 kèm theo bệnh nhân có tiền sử gãy xương. Chúng ta chẩn đoán bệnh nhân bị thiếu xương khi bệnh nhân chỉ số T-score từ âm 1 cho đến 22.5 và mật độ xương bình thường khi chỉ số T-score từ âm 1 trở lên. Và nếu mà trong một cái trường hợp mà bệnh nhân không có điều kiện đo mật độ xương á, thì chúng ta có thể chẩn đoán loãng xương với những người trên 50 tuổi có gãy xương sau chấn thương nhẹ bao gồm cả gãy lún đốt sống và loại trừ các gãy xương bệnh lý dựa vào triệu chứng lâm sàng và X-quang. Về điều trị về loãng xương, điều trị có thể làm giảm 50% nguy cơ gãy xương và giảm gãy xương tái phát. Và chúng ta cần điều trị sớm và đầy đủ, và ngày hiện nay càng có nhiều thuốc mới. Mục tiêu điều trị của loãng xương đó là giảm tỷ lệ gãy xương. Và nếu đã gãy xương thì chúng ta vẫn phải tiếp tục điều trị để giảm tỷ lệ gãy tái phát, ngăn ngừa mất xương, giữ ổn định khối lượng xương, nâng cao chất lượng cuộc sống và nâng cao tuổi thọ cho bệnh nhân. Trước khi điều trị loãng xương thì chúng ta phải đánh giá cái nguy cơ gãy xương của bệnh nhân dựa vào mô hình RAC của Tổ chức Y tế Thế giới gồm 12 yếu tố nguy cơ. Thì cái mô hình này chúng ta có thể vào nhập vào cái trang web ở phía trước set.ac.uk và nó sẽ tiên lượng cho mình xác suất gãy xương trong 10 năm tới. Thì đây là 12 yếu tố của cái mô hình RAC, ví dụ như là tuổi, giới, cân nặng, chiều cao, tiền sử gãy xương, tiền sử ba mẹ gãy xương hông, có hút thuốc lá hay không, có xài corticoid hay không, viêm cấp giãn thấp hay không, có bị loãng xương thứ phát hay không, và uống rượu và mật độ xương ở cổ xương đùi. Thì nó sẽ tính ra cho mình cái nguy cơ gãy xương trong 10 năm và gãy xương những chính. Gãy xương chính tức là gãy xương cột sống, xương vùng hông, xương vai và gãy xương vựa và là 35%, và nguy cơ gãy xương hông là 18%. Về các thuốc thì loãng xương là chúng ta biết là nó tăng quá trình tạo xương, tăng quá trình hủy xương và giảm tạo xương, thì những cái thuốc này nó sẽ làm kích thích tạo xương và nó ức chế hủy xương cho bệnh nhân. Thì đây là những cái tác động vào những cái tạo cốt màu và hủy cốt màu của bệnh nhân. Thì nó sẽ làm duy trì sự tái cấu trúc xương và tiếp tục hoạt động, tức là nó sẽ làm cán cân giữa quá trình hủy xương và quá trình tạo xương nó sẽ chênh lệch. Thì điều trị một cái bệnh nhân bị loãng xương thì chúng ta phải can thiệp điều trị không dùng thuốc, không dùng thuốc như là chúng ta về giảm hút thuốc lá này, uống rượu nè, tập vận động tránh té ngã nè, và bổ sung canxi và vitamin D hợp lý. Thí dụ như là canxi đối với nhu cầu loãng xương đó là khoảng 1.000
500 mg canxi nguyên tố một ngày và vitamin D đó là 800 cho đến 1.200 đơn vị trên ngày. Ngoài ra các thuốc điều trị khác như là thuốc chống hủy xương như là nhóm bifosphonate, calcitonin, đây là hai nhóm thuốc hiện nay có ở Việt Nam. Còn những cái nhóm thuốc khác như là những liệu pháp hormone thay thế estrogen hoặc là những thuốc tăng tạo xương như là những hormone tuyến cận giáp BTH thì không có ở thị trường Việt Nam. Do đó chủ yếu chúng ta học là nhóm bifosphonate và calcitonin thôi. Và bifosphonate là một cái chất có cầu nối carbon và phosphor, có khả năng gắn mạnh vào khoáng chất. Về cơ chế tác dụng, nó làm giảm cái chu trình chuyển hóa xương và nó ức chế hoạt động của hủy cốt bào và nó làm tăng cái quá trình tạo xương lên thì ít thôi, nhưng mà nó giảm hủy cốt bào là chính ở cả ba mức độ tổ chức tế bào và phân tử. Thì cái nhóm này bifosphonate thì chúng ta có những cái đại diện giống như alendronate 70 mg tuần uống 1 viên hoặc là zoledronic acid 1 năm chúng ta chuyển 1 lần. Ngoài ra chúng ta có cái calcitonin, đó chính là những cái nhóm mà nó làm giảm đau trong bệnh nhân bị loãng xương, tuy nhiên nó không làm giảm nguy cơ gãy xương cho bệnh nhân. Còn những thuốc tăng tạo xương như là BTH tức là parathyroid hormone của cái hormone tuyến cận giáp thì chưa có ở Việt Nam, hoặc là những cái thuốc giữ tác dụng kép tức là vừa tăng tạo xương vừa giảm hủy xương là trontinemab cũng chưa có. Về các thuốc mới như là denosumab tức là ức chế heparin đó, hoặc là cathepsin á, thì cũng chưa có ở Việt Nam. Do đó chúng ta chỉ có trong tay là nhóm bifosphonate để điều trị bệnh nhân bị loãng xương. Thứ nhất là alendronate 70 mg 1 tuần uống 1 viên, ibanronate 100 mg tháng uống 1 viên, hoặc là 3 mg dạng tim mạch chậm 1 lần, hoặc là chúng ta có dạng zoledronic acid là 1 năm chỉ 1 lần, và đối với dạng uống 5 năm và dạng chuyển trong 3 năm. Về thứ hai là chúng ta phải bổ sung vitamin D hàng ngày, và liều vitamin D khuyến cáo bệnh nhân bị loãng xương là 800 cho đến 1.200 đơn vị một ngày. Và phòng ngừa là chúng ta phải bổ sung canxi theo nhu cầu, tức là khoảng 1.500 mg canxi nguyên tố một ngày, cung cấp vitamin D là 800 cho đến 1.200, và tập thể dục thường xuyên, giảm nguy cơ té ngã, giữ cân nặng hợp lý, và chúng ta ngưng hút thuốc lá và uống rượu bia đối với bệnh nhân phòng ngừa bị loãng xương. Về thời gian điều trị thì các nghiên cứu đều thống nhất là từ 3 đến 5 năm. Đối với dạng uống thì chúng ta uống trong 3 5 năm và dạng truyền trong 3 năm. Sau thời gian này thì bác sĩ chuyên khoa đã sẽ đánh giá lại để tiếp tục điều trị nữa hay là không, chứ chúng ta không có điều trị kéo dài. Rồi, đó là xong cái phần bệnh nhân bài loãng xương về chẩn đoán điều trị phòng ngừa. Thì các bạn có câu hỏi gì thắc mắc thì mình mở loa lớn lên để mình trao đổi. Dạ Lê, cho em hỏi Ừ, hỏi đi. à, dạ à, cho em hỏi là cái thực phẩm bổ sung như là sữa anh, nó có thật sự có ý nghĩa trong việc bệnh nhân bị loãng xương ở người già không anh? Bây giờ sữa thì bản chất á, thì nó chỉ là một thực phẩm bổ sung, nó không phải là thuốc điều trị loãng xương. Thì bây giờ em phải coi cái sữa đó, cái thành phần, cái nếu mà nó thành phần nó là canxi thì nó cũng giống như là một viên canxi thôi, đúng không? Thí dụ như trong sữa đó có bao nhiêu miligam canxi nguyên tố, miligam canxi á, hàm lượng canxi là bao nhiêu? Tại vì đối với người bị loãng xương á, thì là 1.500 mg canxi nguyên tố một ngày, thì ăn uống là khoảng 500 canxi thì còn khoảng ngàn để ta bổ sung ngày phải 2 viên. Thì giờ mình phải coi sữa đó nó có đáp ứng đủ cái nhu cầu đó không. Đó. Thì thường là sữa hàm lượng canxi chắc ăn nó sẽ phải nhỏ hơn rồi. Thì cái sữa là dạng chúng ta uống để hỗ trợ thôi, chứ không phải là phòng ngừa hay gì hết. Thì giống như là nó bổ sung vitamin nhiều khoáng chất. Dạ, thì cho em hỏi là mình có thể thay vào đó mình có thể bổ sung canxi và vitamin D cho bệnh nhân hàng ngày được không anh? Bằng thuốc ha? Nếu mà chúng ta xác định bệnh nhân bị loãng xương thì chúng ta bổ sung theo nhu cầu, còn nếu không đó, thì chúng ta bổ sung vào lứa tuổi của bệnh nhân. Ví dụ như trong trong một cái slide này nãy có để tùy vào cái lứa tuổi cái lứa tuổi của bệnh nhân. Ví dụ như nè, ví dụ như mấy chứng mặt, ví dụ như phụ nữ vitamin D chẳng hạn, ví dụ như nếu mà bị loãng xương là 800 đến 1.200 đơn vị trên ngày, còn nếu mà chưa bị loãng xương á nhưng mà trên 70 tuổi thì cũng bổ sung giống như vậy, nhưng mà nếu mà chỉ từ 50 đến 70 tuổi thì chỉ bổ sung 600 đơn vị vitamin D hàng ngày thôi. Đó. Mình bổ sung hàng ngày đến bao nhiêu năm hay là mình sẽ bổ sung Đã hàng nói là ngày mãi mãi? nhu cầu thì bổ sung hàng ngày, chúng ta không bổ sung liều quá cao thôi,
Nhưng đây là nhu cầu bình thường thì chúng ta phải bổ sung hàng ngày chứ. Chỉ tức là những cái lứa tuổi, thí dụ như từ 50 đến 70 tuổi thì người ta ghi nhận là cần phải có 600 đơn vị vitamin D một ngày đó. Đây là khuyến cáo của FDA luôn mà. Dạ, em hiểu rồi. Đừng có bổ sung đâu có sợ dư đâu, chúng ta đã hàng ngày mà. Dạ, em cảm ơn. Rồi bạn nào có câu hỏi nữa? Rồi nếu có câu hỏi thì mình xem một cái bài thứ hai luôn ha. Thì nếu mà bạn nào có câu hỏi thì mình sẽ trao đổi. Bài thứ hai là bài viêm cột sống dính khớp. Thì đây là một cái bài tương đối là đây là một cái bệnh khớp tự miễn, tức là giống như viêm khớp dạng thấp vậy đó, và chúng ta thường xảy ra cái biến chứng của nó chính là bị dính khớp, và đối tượng sần xảy ra là ở cái lứa tuổi mà từ 18 cho đến 25, và có thể là những cái lứa tuổi trẻ ha. Và biến chứng của nó nếu mà chúng ta không phát hiện điều trị sớm là nó sẽ bị dính khớp, giống như là cái tên của nó thì viêm cột sống dính khớp. Đây là bài thứ hai. Thì viêm cột sống dính khớp là gì? Đây là một cái bệnh khớp viêm mãn tính không rõ nguyên nhân, tức là do một cái bệnh lý tự miễn. Đây là một bệnh tự miễn được xếp vào nhóm các bệnh khớp của cột sống. Thì biểu hiện đặc trưng của bệnh đó là viêm các khớp ở trục như là cột sống, khớp cùng chậu, và có thể có những tổn thương ở những cái khớp ngoại biên. Biểu hiện của viêm khớp thường không đối xứng, diễn tiến kéo dài, và bệnh nhân có thể tàn phế vì bị viêm dính và cứng cột sống hoặc là khớp háng hoặc là khớp gối. Thì theo nghiên cứu thì dịch tễ học thì bệnh thường gặp ở nam giới chiếm trên 90%, và lứa tuổi thường gặp nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên, ví dụ như dưới 20 tuổi chiếm đến 60%, và dưới 40 tuổi là chiếm đến 80%, và thường gặp ở nam nhiều hơn nữ. Thì nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của viêm cột sống dính khớp hiện nay thì chưa được biết rõ, tuy nhiên bệnh được cho là liên quan chặt chẽ với yếu tố cơ địa, và nó có mối liên quan đối với yếu tố kháng nguyên HLA-B27, tức là khi chúng ta xét nghiệm bị nghi ngờ thì chúng ta xét nghiệm yếu tố kháng nguyên HLA-B27 thì nó sẽ dương tính trong khoảng 80% các trường hợp. Tuy nhiên nó cũng không phải, tức là nó đồng hành cùng bệnh thôi chứ nó không phải là cái nguyên nhân gây bệnh. Và bệnh có thể khởi đầu do sự kích thích của các tác nhân gây bệnh khác, do có thể là trước đó bệnh nhân có thể nhiễm khuẩn ở đường tiết niệu, đường sinh dục, vân vân. Về yếu tố cơ địa của người bệnh có vai trò hết sức quan trọng. Thứ nhất là chúng ta chẩn đoán nghi ngờ khi bệnh nhân có là nam giới nè, trẻ tuổi nè, xét nghiệm ra yếu tố kháng nguyên HLA-B27 dương tính nè ha. Và ngoài ra bệnh nhân có các yếu tố thuận lợi khác thúc đẩy cho bệnh như là chấn thương, điều kiện vệ sinh kém hoặc là nhiễm khuẩn nè. Về chẩn đoán, về tiêu chuẩn, chúng ta chẩn đoán dựa vào hai tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất là tiêu chuẩn New York điều chỉnh năm 1984 để chẩn đoán bệnh viêm cột sống dính khớp. Thứ nhất là về tiêu chuẩn lâm sàng và X-quang. Về lâm sàng, bệnh nhân có đau lưng kéo dài trên 3 tháng và đau có tính chất kiểu viêm, tức là đau cải thiện khi vận động và không giảm khi nghỉ ngơi. Thứ hai là bệnh nhân hạn chế vận động cột sống, thắt lưng ở cả hai tư thế cúi ngửa và nghiêng. Và thứ ba đó là giảm độ giãn lồng ngực nhỏ hơn 2 cm. Về tiêu chuẩn X-quang thì chúng ta có thể là bệnh nhân có viêm khớp cùng chậu ở hai bên từ độ 2 trở lên, hoặc là viêm khớp cùng chậu một bên từ độ 3 hoặc là độ 4. Và chẩn đoán xác định khi bệnh nhân có một tiêu chuẩn lâm sàng và một tiêu chuẩn X-quang. Ngoài ra chúng ta có thể chẩn đoán dựa vào cái tiêu chuẩn của Hiệp hội đánh giá bệnh lý cột sống thế giới ASAS. Thì tiêu chuẩn này nó sẽ gồm hai phần, là một cái phần đó là chúng ta nếu mà chúng ta chứng minh được rằng bệnh nhân có viêm hình ảnh bị viêm khớp cùng chậu. Viêm khớp cùng chậu ở đâu? Có thể chứng minh bằng X-quang hoặc là MRI. Alo. Alo. Nghe nghe. Nghe. Để coi, để nói lòng bác sĩ Long một con nha. Rồi, bữa nay chụp không?
Rồi, ok. Rồi, rồi. Rồi, để nhắn cho lòng rồi, 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 rồi. Để coi, rồi. Có siêu hấp gì không? Rồi, ok, rồi. Rồi, nếu mà chúng ta có chúng ta chứng minh được rằng bệnh nhân có một cái nếu chúng ta chứng thứ hai một là chúng ta có chứng minh được rằng bệnh nhân có một cái hình ảnh viêm khớp cùng chậu bằng X quang hoặc MRI, thì chúng ta chỉ cần có một đặc điểm của viêm khớp cột sống. Thí dụ như bệnh nhân đặc điểm của viêm khớp cột sống là gì? Đau lưng do viêm, viêm khớp, viêm điểm bám gân, viêm màng bồ đào, viêm ngón hoặc là vẩy nến, bệnh Crohn hoặc là đáp ứng tốt với NSAID, hoặc là bệnh nhân tiền sử gia đình có viêm khớp cột sống hay là HLA-B7 dương tính hoặc là CRP tăng, thì chúng ta chỉ cần một đặc điểm đó kèm theo chứng minh được rằng bệnh nhân có hình ảnh viêm khớp cùng chậu trên X quang hoặc MRI thì chúng ta được chẩn đoán bệnh nhân viêm cột sống dưới khớp. Còn nếu mà bệnh nhân chúng ta không chứng minh được bệnh nhân có viêm khớp cùng chậu thì chúng ta phải xét nghiệm HLA-B7. Nếu mà HLA-B7 dương tính thì bệnh nhân phải cần phải có hai đặc điểm của viêm cột sống dưới khớp thì mới chẩn đoán, thì một trong hai cái nào đủ thì chúng ta sẽ chẩn đoán. Tiếp theo là chúng ta sẽ đánh giá bệnh, đánh giá hoạt tính bệnh. Đánh giá hoạt tính bệnh, bệnh được coi là hoạt động khi bệnh nhân có chỉ số Bastai lớn bằng 4. À, chờ chút.
Rồi khi chúng ta đánh giá cái hoạt tính bệnh thì đây cái chỉ số BASDAI. Thì chỉ số BASDAI của bệnh nhân được coi là hoạt động khi lớn hơn bằng 4, thì chúng ta có các câu hỏi từ câu thứ nhất đến câu thứ 6 thì chúng ta cộng lại và chúng ta chia ra trung bình. Tất cả các thang điểm này nó đều có trên cái phần mềm chúng ta tích hợp trong cái điện thoại. Rồi cái thứ hai là chúng ta đánh giá vào cái chỉ số hoạt động của bệnh là chỉ số ASDAS. Trong cái chỉ số ASDAS thì bệnh được coi là hoặc là hoặc tính bệnh nặng khi lớn chỉ số ASDAS lớn bằng 3.5, hoặc tính bệnh trung bình, hoặc tính bệnh cao thì từ 2.1 cho đến 3.5, hoặc tính bệnh trung bình thì nhỏ hơn một từ 1.3 cho đến 2.1, và hoặc tính bệnh thấp thì nhỏ hơn 1.3. Về điều trị trong cái bệnh viêm cột sống dưới khớp thì thuốc kháng viêm NSAID là chủ yếu, đây là một cái lựa chọn đầu tay cho bệnh nhân viêm cột sống dưới khớp. Ví dụ chúng ta có những cái thuốc kháng viêm như là ức chế COX-2, như là etoricoxib, celecoxib hoặc là meloxicam, diclofenac. Đây là những cái thuốc kháng viêm sử dụng trong điều trị những cái bệnh nhân viêm cột sống dưới khớp. Rồi, thứ hai là thuốc giãn cơ trong bệnh viêm cột sống dính khớp có hiện tượng co các cơ vân tại cột sống, do đó thuốc có tác dụng tốt trong bệnh nhân giãn cơ thì nó là thí dụ Meonan hoặc là Midocam, thì đó là những trong hiện tượng viêm cột sống có những co các cơ vân. Thứ ba đó là trong cái trường hợp mà những cái trường hợp này đó là những cái co các cơ vân, thì những cái trường hợp này là những cái thuốc chống thấp làm thay đổi bệnh, như là những cái bệnh lý cổ điển như là nhóm D mắc cổ điển như là sulfasalazine hoặc là methotrexate, thì sulfasalazine đây là một cái thuốc lựa chọn hàng đầu trong nhóm bệnh lý viêm cột sống dưới khớp, mà đây là một cái thể gọi là thể ngoại biên, tức là bệnh nhân có bị tổn thương nhờ khớp gối hoặc là khớp cổ bàn chân. Còn nếu mà bệnh nhân có nếu mà bệnh nhân có bị liều khởi đầu của sulfasalazine đó là 500 mg, 500 mg chúng ta sử dụng đó là 2 lần trên 1 ngày, tức là và tăng liều dần, và liều tối ưu nó là 1000 mg 2 lần trên ngày. Cái thứ hai đó là methotrexate là sử dụng nếu bệnh nhân không dung nạp với sulfasalazine. Thứ hai là những cái thuốc mà thuốc sinh học mà để làm thay đổi bệnh. Nếu mà bệnh nhân chúng ta chỉ dùng thuốc sinh học khi bệnh nhân không đáp ứng với cái thuốc không đáp ứng với cái thuốc điều trị thông thường như là NSAID hoặc là cái chỉ số hoạt tính bệnh cao, chỉ số BASDAI lớn bằng 4, thì cái nhóm thuốc sinh học đầu tiên đó là nhóm thuốc kháng TNF alpha. Thì đây trong nhóm thuốc kháng TNF alpha chúng ta có rất nhiều thuốc, ví dụ như etanercept, inlisimab, adalimumab hoặc là golimumab. Và trong những cái thuốc này á, là liều có dùng đó là 50 mg. Liều của nó là 50 mg, đó là adalimumab chẳng hạn là liều 40 mg tiêm dưới da 2 tuần 1 lần, hoặc là golimumab simponi liều 50 mg dưới da tiêm dưới da mỗi tháng 1 lần. Thì tùy vào cái đáp ứng mà chúng ta, nếu ưu vẫn ưu tiên là sẽ xài những cái thuốc chống thấp cổ điển, nếu mà không đáp ứng mới xài những cái thuốc sinh học. Thuốc sinh học nhóm thuốc thứ hai là ức chế interleukin 17, đó là secukinumab, đó là 150 mg tiêm dưới da ở tuần 0, 1, 2, 3, 4 và sau đó mỗi 4 tuần. Ngoài ra chúng ta ngoài những cái thuốc chống thấp cổ điển và chống thấp thuốc sinh học thì các phương pháp điều trị nội khoa khác, như nếu mà bệnh nhân có bị viêm những cái gân thì chúng ta có thể tiêm corticoid và tại chỗ và sau đó bổ sung canxi và vitamin D hoặc bisphosphonat. Đó là cái phần của bài viêm cột sống dính khớp.
Thì đây là một cái bệnh lý mà chúng ta rất là tỷ lệ chúng ta rất là ít gặp trên trên lâm sàng, chỉ là khoảng 0,15% thôi, và bệnh này còn ít gặp hơn là viêm khớp dạng thấp nữa. Thì nó tập trung chủ yếu vào cái đối tượng là trẻ tuổi, thì ở nam giới là chủ yếu, và những cái đối tượng là từ dưới 40 tuổi, và thường các bạn sinh viên mình thỉnh thoảng thì chúng ta vẫn có thể có gặp đó. Thì qua hai bài loãng xương và viêm cột sống dính khớp, các bạn có câu hỏi nào thì mở loa lớn lên để mình trao đổi. Rồi các bạn giờ không có câu hỏi thắc mắc thì thôi mình nghỉ tại đây ha. Thì khi nào mấy bạn đi lâm sàng thì sẽ được hướng dẫn thêm trong các bài loãng xương với viêm cột sống dưới khớp. Chào các bạn. Dạ đó, cảm ơn thầy ạ.